everyone! Welcome back to my video. In this video, we're gonna learn the word sofa. Từ này các bạn hay đọc thành sofa, không phải là sofa. Thường ở những cái letter A á, khi mà đứng cuối một từ nó hay đọc là âm ơ chứ không phải là âm A. Mình thấy rất là nhiều bạn đọc là âm A đối với những cái đuôi như vậy. Ví dụ như từ này, các bạn cũng đọc là extra, không phải là extra mà là extra. Extra, extra, stra, 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 extra, extra, sofa, sofa, America, America, chứ không phải America mà America, sofa, extra. Rồi, thêm một điều lưu ý nữa là từ này các bạn hay đọc là gì? Các bạn nên đọc là new đúng không? New, new. Thì thật ra new là anh, còn nếu mà anh Mỹ á, nó là âm u, các bạn sẽ đọc là new, new, âm u đổ dồn về phía trước đọc u, hả, tròn môi tròn lại u, new, new, còn anh là new, new, new. Tiếp theo đó là một cái từ through, through, từ này các bạn cũng hay là gặp khó khăn nè. Âm thò, đây là một âm thò. Thì khi đọc âm này các bạn lưỡi đặt giữa hai răng, xong rồi đẩy cái hơi ra. Các bạn nào không biết đọc thì hít một hơi vào, xong thở ra. Đó, xong rồi đọc âm R, cong lưỡi vào. Sr, sr, sr. Through, 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 through. Ok, rồi, các bạn cùng nghe ví dụ của chú Peter đọc ha. Our new sofa doesn't fit through the door. Our new sofa doesn't fit through the door. Our new sofa doesn't fit through the door. What are you gonna do? So far so good. That's all, folks. See you around. Use the comments below to ask us any questions about this video and to tell us what new sounds you want to learn next.